Chào mừng các bạn đến với chương trình Bé kể bé nghe của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Mình tên là Phê Rô Lựu Nguyễn Đình Phúc. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện Nguồn gốc tội lỗi. Trong số các loài vật mà Đức Chúa là Thiên Chúa tạo nên, có con rắn là xảo quyệt hơn hết. Một hôm, rắn đến gần Eva và hỏi: có phải Thiên Chúa cấm cô không được phép ăn bất cứ trái cây nào trong vườn không? Eva đáp cùng rắn rằng: chúng tôi được phép ăn trái các cây trong vườn, nhưng chỉ trừ trái của cây trồng ở giữa vườn mà thôi. Vì Thiên Chúa đã phán: các con không được ăn trái cây đó, cũng không được đụng đến. Các con sẽ chết. Rắn quả quyết chắc chắn không chết đâu. Vì Thiên Chúa biết rõ, khi nào hai người ăn trái cây ấy thì mắt sẽ mở ra, hai người sẽ trở nên giống như Thiên Chúa, biết điều thiện điều ác. Người nữ nhìn trái cây đó, thấy chúng vừa ngon vừa đẹp mắt, lại quý vì để mở trí khôn. Nàng liền hái ăn, rồi đưa cho chồng đang ở đó, và chồng cũng ăn nữa. Mắt hai người liền mở ra và nhận biết mình đang trần truồng. Họ xấu hổ nên kết lá vả làm khố che thân. Câu chuyện của mình đến đây hết rồi. Mong các bạn nghe những câu chuyện khác của mình lần sau nhé. Chào các bạn.